Vào lúc 9 giờ 30 phút sáng nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã đưa một nạn nhân về đến Bắc Giang an toàn sau 19 ngày bị các đối tượng lừa sang Campuchia để đòi gia đình nạn nhân 1 tỷ đồng tiền chuộc. Nạn nhân là anh Hát, 30 tuổi, trú tại huyện Yên Dũng. Trước đó, anh Hát đã tham gia một nhóm kín trên trang Facebook có tên là Thi Nguyễn. Sau đó, anh Hát được một đối tượng nữ nhắn tin, gọi điện qua Facebook dụ dỗ về cách thức để được vay tiền qua mạng với điều kiện phải sang Campuchia. Do tin tưởng nên anh Hát đã đồng ý. Ngày 22 tháng 4, đối tượng đã đặt vé máy bay cho anh Hát để bay từ sân bay Nội Bài, Hà Nội vào sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, anh Hát được các đối tượng đưa sang một sòng bạc ở Campuchia. Tại đây, các đối tượng cho anh Hát vay 700 triệu đồng và yêu cầu anh Hát tham gia đánh bạc. Do bị thua nên anh Hát bị các đối tượng đưa về một khách sạn, thu điện thoại và yêu cầu phải cung cấp số điện thoại của những người thân trong gia đình. Sau đó, các đối tượng đã gọi nhiều lần cho người thân của anh Hát, gửi video, ảnh của anh Hát đang bị các đối tượng đánh đập để gây sức ép và đòi tiền chuộc là 1 tỷ đồng. Sau 19 ngày tích cực, linh hoạt áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với công an nước bạn và gia đình nạn nhân, đến 13 giờ chiều ngày 11 tháng 5, lực lượng công an tỉnh Bắc Giang đã đưa nạn nhân về tới Việt Nam an toàn.